Hoa hậu Phương Nga làm điều bất ngờ trước ngày ra tòa. Nguồn tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với phóng viên, bị can Trương Hồ Phương Nga, sinh năm 1987, tức là Hoa hậu Phương Nga, đã có đơn từ chối luật sư Nguyễn Kiều Hưng thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh tham gia bào chữa trong phiên tòa 22 tháng 6 vì lý do cá nhân. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm lần 1, Hoa hậu Phương Nga đã yêu cầu hoãn xử để xác minh hợp đồng tình dục giữa cô và ông Cao Toàn Mỹ, sinh năm 1973, giám đốc công ty V, ngụ quận 3. Sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thông tin trái chiều được các chuyên gia luật nhận định là gây bất lợi cho Hoa hậu Phương Nga. Nội dung trên mạng xã hội nhằm công kích ông Cao Toàn Mỹ, nêu hợp đồng tình dục nhưng không có căn cứ xác minh. Việc này đã gây bất lợi cho Hoa hậu Phương Nga vì thời gian điều tra, truy tố và xét xử kéo dài. Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ khi Hoa hậu Phương Nga có đơn từ chối luật sư trước ngày xét xử. Theo đó, trong phiên xử sơ thẩm lần 2 sẽ có 7 luật sư, ngoại trừ luật sư Nguyễn Kiều Hưng đã bị chính thân chủ mình từ chối. Dự kiến trong phiên xử sơ thẩm sắp tới, phía bị hại Cao Toàn Mỹ sẽ tung ra những chứng cứ có thể gây bất ngờ cho nhiều người. Thưa quý vị, như đã thông tin, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố Hoa hậu Phương Nga và cô bạn thân Nguyễn Đức Thủy Dung, sinh năm 1988, quê Tây Ninh, tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Số tiền hai người lừa đảo ông Mỹ là 16,5 tỷ đồng. Sáng 22 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm lần 2 và kéo dài một ngày. Sốc vì Hồ Quang Hiếu chẳng biết gì về bạn gái. Ngay cả sinh nhật của Bảo anh cũng trả lời sai, khiến nhiều khán giả bất ngờ về độ kém ăn ý của cả hai. Vào ngày 24 tháng 6 tới, nữ ca sĩ Bảo Anh sẽ là khách mời đặc biệt trong chương trình Ca sĩ giấu mặt. Bạn trai Hồ Quang Hiếu và nhiều bạn bè thân thiết như Hoàng Tôn, nhạc sĩ Siro, diễn viên Ngọc Thanh Tâm cũng sẽ có mặt tại hàng ghế khách mời, cổ vũ giọng ca xuất thân từ The Voice. Trước giờ ghi hình chính thức, ekip chương trình đã có buổi phỏng vấn nhanh, hài hước nhằm kiểm tra độ ăn ý của cặp đôi này. Tưởng chừng sau hơn 3 năm hẹn hò và mặn nồng bên nhau, Hồ Quang Hiếu và bạn gái cực kỳ hiểu nhau. Tuy nhiên, với bản tính thật thà, nghĩ gì nói đó, giọng ca không cảm xúc, khiến khá nhiều khán giả sốc khi thường xuyên trả lời sai về những sở thích thói quen của người yêu. Trong số 12 câu hỏi được đưa ra, Hồ Quang Hiếu chỉ trả lời chính xác 4 câu, trong đó bao gồm thói quen đi xem phim của người yêu lúc rảnh rỗi, trang phục yêu thích của nữ ca sĩ, bài hát cả hai từng song ca, và mong muốn được sinh hai con của Bảo Anh nếu lập gia đình. Tuy nhiên, điều khiến không ít khán giả bất ngờ là Hồ Quang Hiếu thậm chí không nhớ rõ ngày sinh nhật của bạn gái. Với nhiều cặp đôi, đây luôn là câu hỏi dễ sơ nhất. Thế nhưng, Hồ Quang Hiếu lại chốt đáp án là ngày 13 tháng 9, trong khi sinh nhật của Bảo Anh là ngày 3 tháng 9. Điều bất ngờ khi Hà Hồ và vợ đại gia Kim Cương đình chiến. Lệ Quyên từng thân thiết với Hà Hồ, bây giờ trở thành bạn bè với vợ đại gia Kim Cương. Hồ Ngọc Hà từng được biết đến với mối tình ồn ào với đại gia Kim Cương. Điều này đã khiến nữ hoàng giải trí vấp phải không ít chỉ trích của dư luận, bởi nhiều người cho rằng cô là người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình của vị đại gia này. Tuy nhiên, cách đây không lâu, một người bạn thân thiết với Hồ Ngọc Hà là Đàm Vĩnh Hưng cho biết cô em của mình đã chủ động chia tay đại gia Chu Đăng Khoa. Từ khi chồng trở về, trên trang cá nhân của bà xã Chu Đăng Khoa không còn những bài viết, những hình ảnh đá xéo giọng ca tội lỗi, mà thay vào đó là những hình ảnh, những dòng trạng thái về cuộc sống hàng ngày của mình. Mới đây, chị Vân Anh đăng tải hình ảnh khi ngồi trên chiếc siêu xe và viết: "Nếu không chê em nghèo thì lên đây em đèo." Điều bất ngờ là ca sĩ Lệ Quyên đã like và bình luận bên dưới là: "Cô ấy và bạn màu cam đều bé hạt tiêu như nhau, chất." Qua đây, nhiều người tự hỏi phải chăng Lệ Quyên và vợ đại gia Kim Cương có mối quan hệ thân thiết nên mới dành lời khen ngợi như vậy. Được biết, Hà Hồ và Lệ Quyên từng có thời gian khá thân thiết, nhưng vài năm nay họ bị đồn đã quay lưng với nhau. Nếu vô tình góp mặt chung trong một sự kiện, nữ hoàng giải trí và Lệ Quyên tìm cách bơ nhau, nhà thiết kế Lý Quý Khánh, người em thân thiết với Hồ Ngọc Hà úp mở, nguyên nhân cả hai nghỉ chơi với nhau vì không hợp phong thủy, tốt nhất bớt gặp nhau để làm ăn suôn sẻ hơn. Diệp Bảo Ngọc từ chối đóng phim vào phút chót vì có cảnh nóng. Mới đây, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ từ chối tham gia bộ phim Lời Nguyền Gia Tộc vào phút cuối cùng bởi cảnh nóng.
bộ phim tâm lý kinh dị Lời Nguyền Gia Tộc của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chính thức thông báo lịch ra rạp vào ngày 18 tháng 8 tới. Tuy nhiên, nữ diễn viên chính của phim không phải là Diệp Bảo Ngọc mà là Phi Huyền Trang, người được thay thế vào phút 89. Thời điểm phim bấm máy, việc thay đổi này khiến dư luận khá bất ngờ, bởi trong buổi họp báo giới thiệu dự án, Diệp Bảo Ngọc đã tham gia với tư cách là diễn viên nữ chính của bộ phim. Và khi trả lời trên báo chí, diễn viên này cũng tỏ ra rất tâm huyết với dự án. Sự việc tưởng đã khép lại trong êm đẹp thì cách đây vài ngày, đại diện truyền thông của Diệp Bảo Ngọc thông báo nữ diễn viên không bị cắt vai mà tự đề nghị rút lui, thanh lý hợp đồng. Lý do sát ngày quay, đạo diễn Đặng Thái Huyền đưa cho Diệp Bảo Ngọc một kịch bản đã sửa chữa. Trong đó có thêm nhiều cảnh nóng, đồng thời làm khó khi không đồng ý có người đóng thế. Trước thông tin này, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho hay, đến sát thời điểm bấm máy phim Lời Nguyền Gia Tộc, kịch bản không hề thay đổi. Ngay từ đầu khi gửi kịch bản cho Diệp Bảo Ngọc đã có các cảnh nóng, thậm chí cảnh nóng của nữ diễn viên chính buộc phải thực hiện với hai diễn viên nam chính của phim. Đến sát ngày bấm máy, khi Diệp Bảo Ngọc thông báo rút lui, chúng tôi đã đề nghị phương án sử dụng người đóng thế, những cảnh nóng này. Nhưng Diệp Bảo Ngọc vẫn từ chối, khiến đoàn làm phim rất vất vả đi tìm diễn viên mới. Theo đại diện của Diệp Bảo Ngọc, lý do cô bỏ vai là vướng vào một số hợp đồng đại diện cho các thương hiệu phải giữ hình ảnh sạch sẽ, tuyệt đối không đóng cảnh nóng. Trong khi đó, ngay từ đầu kịch bản phim, gửi cho Diệp Bảo Ngọc đã có chi tiết đóng cảnh nóng. Tai nạn hay sự dễ dãi của Trấn Thành trong game show bị chê nhảm. Nghệ sĩ Trung Dân và Trấn Thành gặp tai nạn ở một game show vì chê nhảm nhí. Có thể họ không kiểm soát được mọi thứ, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm khi đã chấp nhận tham gia. Game show Đại Náo Thành Takeshi vừa kết thúc sau 13 tập phát sóng và bị khán giả phàn nàn là nhảm nhí và nhạt nhẽo. Dù có những gương mặt nổi tiếng như nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Tự Long và cây hài Trấn Thành, phải khẳng định ngay từ đầu, kịch bản chương trình không thu hút thì nghệ sĩ có xuất sắc thế nào cũng khó cứu vãn tình thế. Song cũng không vì thế đổ lỗi cho tất cả các game show bởi các nghệ sĩ, đặc biệt với những người đã gầy dựng được tên tuổi, phải càng có trách nhiệm với công việc mình đảm nhận. Vậy phản ứng gay gắt của khán giả truyền hình sau khi xem show là do tai nạn của nghệ sĩ hay sự dễ dãi của họ? Sự đơn điệu và nhạt nhòa. Trong cơn bùng nổ của truyền hình thực tế, các nghệ sĩ phía Bắc có sự tỉnh táo đáng nể. Họ không tham gia game show một cách đại trà mà chọn lọc, tính toán kỹ lưỡng. Ơn Trời Cậu Đây Rồi và Đại Náo Thành Takeshi là hai chương trình ít ỏi mà nghệ sĩ nhân dân Tự Long nhận lời tham gia. Ở Ơn Trời, nghệ sĩ Tự Long và Hồng Đào có màu sắc riêng dù không quá nổi bật như Trấn Thành. Trưởng phòng khó tính thường làm khó khách mời bằng cách khai thác tâm lý, phản ứng của họ trong chủ đề gia đình, tình cảm, mối quan hệ bạn bè. Cách diễn hài của anh không quá chú trọng đến tình huống mà nghiêng về đường dây câu chuyện với sự tinh tế của một người từng trải. Thế nhưng ở game show Đại Náo Thành Takeshi, nghệ sĩ nhân dân Tự Long không phát huy được khả năng của mình. Anh vào vai Balu, một cận thần của lãnh chúa Takeshi, Trấn Thành đóng. Nhân vật này cùng với con mưu Trung Dân bày mưu tính kế cho lãnh chúa để ngăn chặn đội quân Trương Thế Vinh. Trung Dân và Tự Long là quan văn và quan võ nên đối nghịch nhau. Người này luôn tìm cách hạ bệ người kia trước lãnh chúa nên giữa họ luôn cãi vã, tranh giành công trạng. Phần lớn thời gian người xem chứng kiến những cuộc đối thoại vô vị giữa hai nghệ sĩ, gạo cội trước vấn đề cỏn con. Nhiều ý kiến cho rằng nhà sản xuất đã đặt nghệ sĩ nhân dân Tự Long và nghệ sĩ Trung Dân không đúng vị trí nên họ thể hiện sự mờ nhạt so với tài năng. Quả vậy rất khó để hai nghệ sĩ lão làng trưng chỗ vũ khí của mình khi đặt trong ý tưởng nghèo nàn. Dù cố gắng thế nào, họ cũng không thể đi xa hơn nhiệm vụ được giao. Mà nhiệm vụ này không tương xứng với tài năng của họ. Vậy câu hỏi đặt ra là, phải chăng nghệ sĩ nhân dân Tự Long và nghệ sĩ Trung Dân chọn nhầm game show? Ơn Trời Cậu Đây Rồi và Đại Náo Thành Takeshi đều cùng một nhà sản xuất nên có khả năng có vấn đề cả nể ở đây. Song một vấn đề khác là trách nhiệm của họ ở đâu khi ký hợp đồng với nhà sản xuất. Nghệ sĩ Trung Dân vốn nổi tiếng bởi sự thẳng thắn, bộc trực khi lên tiếng về các vấn nạn trong xã hội. Ông cũng là nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng, mỗi game show ông tham gia đều nhận được lời khen tích cực. Thế nhưng không phải lúc nào nghệ sĩ cũng đong đếm được khả năng thành công của mỗi game show. Nói về lý do nhận lời chương trình này, nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ, tôi được biết game show này xuất phát từ Nhật Bản và họ rất thành công nên Việt Nam mới mua bản quyền để Việt hóa. Triều đại Takeshi chịu ơn của ông cha cận thần Kommu nên tiếng nói của ông ấy rất có trọng lực.
nhưng dĩ nhiên tôi vẫn dưới quyền của lãnh chúa Takeshi. Chúng tôi phải phối hợp làm sao cho bật ra tiếng cười, đôi khi có thể bất hợp lý, có lúc như đang đùa giỡn. Format như vậy nhưng chúng tôi cố gắng hết sức làm cho khán giả cảm thấy trận chiến của thí sinh bằng các bình luận hóm hỉnh. Sau này thuần thí giải trí cho mọi người tiếng cười vui vẻ để bắt đầu tuần mới tràn đầy năng lượng, ông cho biết. Dù vậy, thực tế đi ngược lại với kết quả mà nghệ sĩ Trung Dân mong muốn. Tai nạn hay sự dễ dãi của Trấn Thành? Trấn Thành giữ vai trò chủ chốt trong game show này, vì thế anh gần như đón nhận mọi lời khen, tiếng chê của khán giả. Không ai phủ nhận tài năng của nghệ sĩ sinh năm 1989, những khó khăn riêng của anh khi bị đặt trong game show nghèo nàn về ý tưởng. Dù vậy, không thể không nhắc đến trách nhiệm của Trấn Thành. Suốt 45 phút chương trình diễn ra, anh xuất hiện không ít nhưng không gây được những hiệu ứng tích cực. Ở đây chỉ có những câu thoại vô thưởng vô phạt, màn tung hứng nhạt nhẽo với tiếng cười miễn cưỡng. Thậm chí màn tương tác của bộ ba nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Trung Dân, Trấn Thành còn vô vị. Khi ông xã Harry Won phải tìm cách đùa, lần này nếu ông mà thất bại nữa, tôi sẽ cắt hai củ cải trên đầu ông để xào nấu. Sự kém duyên trong từng câu thoại làm không ít người xem phản ứng, đặc biệt chương trình được phát sóng vào khung giờ vàng của VTV3, nghĩa là có nhiều đối tượng khán giả mà đài truyền hình lại thiếu sự kiểm soát một cách ngạc nhiên. Ở một vài phân đoạn, Trấn Thành còn cầm giác được đánh cẩn thận, không ít người ngao ngán vì không biết các nghệ sĩ đang làm trò gì trên sóng truyền hình. Có khán giả còn bình luận rằng, nếu không có cuộc tranh luận của bộ ba lãnh chúa, cận thần và khách mời, những trò chơi sẽ trở thành lôi cuốn hơn. Những cuộc tranh luận này chủ đích mang lại tiếng cười, nhưng thực tế họ bình luận khá vô vị và thường lái câu chuyện sang hướng khác khiến người xem không thể tập trung. Điều khá ngạc nhiên là Trấn Thành đã chủ động giảm khối lượng game show, nhưng không hiểu vì sao vẫn lọt chương trình bị chê nhảm. Sau chương trình, nhiều người bảo Trấn Thành nhảm nhí cũng có lý do. Tất nhiên một ai đó cũng khó làm hay hơn, nhưng với khả năng của anh, người hâm mộ không mong chờ sự dễ dãi mà anh đã thể hiện. Thường mọi người nói với nhau rằng, làm nhiều show thì thế nào cũng bị một vài show thất bại, điều đó không thể phủ nhận được. Nhưng ở một game show tập hợp các nghệ sĩ tài năng như Đại Náo Thành Takeshi, mà cho rằng đây chỉ là tai nạn thì chưa đủ sức thuyết phục.